Alo, xin chào. Nhung đang ở bên Long Biên. Sáng ngày hôm nay thì Nhung sang đây hỗ trợ cho chị ba thuộc nhánh của cô Giang Vĩnh Long mà chốt một em học viên đóng tiền combo, đóng combo. Và em học viên đó là ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau đó thì cũng rất là tình cờ thì Nhung có gặp lại được một người chị mà đã từng làm với Nhung ở NMS, chị Hà Phạm. Và chị Hà Phạm về 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 công ty về EI Group với vai trò là trưởng phòng hành chính, trưởng phòng vận hành. Và sau đó thì Nhung có hỗ trợ cho chỗ anh Long về triển khai về cái chương trình mà chủ vào sáng thứ bảy. Và tình hình là anh Long thì thứ bảy thì anh Long sẽ chủ động làm việc ở Đại học Thái Bình. Thế và sáng thứ bảy thì Nhung có đi cùng với cả chị Hà, chị Võ Kim Hà, vợ chồng chị Võ Kim Hà và chị Hồng Quang sẽ đi chương trình triển khai cái chương trình một cái chương trình nó giống như một cái chương trình tư vấn hướng nghiệp ấy, cùng với cả sếp Tuấn ở Vĩnh Yên. À, thì nói chung là buổi sáng ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều việc. Và bây giờ thì chiều nay Nhung cũng ngồi làm việc, tranh thủ pha một cái cốc trà để uống đây. Cái trà này là Nhung đặt ở một cái cửa hàng ở chỗ một cái chị này, chị có một cái trang trại thực phẩm sạch ở Hòa Bình, ở khu vực chỗ Hoàng Cầu, cái cơ chỗ văn phòng cũ ấy, chỗ văn phòng chỗ gần chỗ học viện của AI Group. Thì cái trà này là bao gồm có trà tâm thất, xạ đen và hoa đu đủ. Thành phần là xạ đen, tâm thất, hoa đu đủ. Công dụng là giải độc gan, thanh nhiệt cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, bồi bổ cơ thể, giảm tác dụng phụ khi hóa trị, xạ trị, hạn chế hình thành và phát triển khối u, tế bào, u bướu. Và cách dùng cho túi chè vào 0,3 cho đến 0,5 lít nước đun ấm hoặc là ủ ấm với nước sôi. Và sản phẩm có thể uống nóng hoặc là uống lạnh tùy với người dùng. Và trà có thể đun lại nhiều lần cho đến khi nhạt nước. Và cái trà này là Nhung cũng mua cũng khá là được bao nhiêu nhỉ, hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất. Thế và bây giờ Nhung sẽ uống 2 viên hoàng bách nang. Đây, không thể quên được 2 viên hoàng bách nang để điều trị u xơ tử cung. Và Nhung có uống cái trà này cũng để điều trị u xơ tử cung đấy ạ. Nhung sẽ tạm thời sẽ tắt đèn để mình dùng ánh nắng mặt trời nhé. Ngồi phòng làm việc thì cũng rất là thích dùng ánh nắng mặt trời hơn là dùng đèn bóng đèn. Nhưng đã kéo hết cả rèm lên rồi, tắt đèn đi, sử dụng ánh nắng mặt trời. Mà phải nói là không khí ở bên Long Biên rất là thoáng đãng và đường xá thì rộng rãi. Sang đây Nhung cũng cảm thấy rất là thích. Điện thoại đã dọn dẹp rồi mà tại sao nó vẫn đầy nhỉ? Nhung xin phép tạm dừng video ở đây để xử lý cái
cái ổ nhá, cái ổ của điện thoại thì sao nó đã chưa chi nó đã đầy rồi.